và đi ngược lại dòng lịch sử đi, cái việc mà tu theo hạnh Đầu Đà khổ hạnh này không phải là lần đầu tiên xuất hiện gần đây ở Việt Nam của chúng ta, mà đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Cả nhà biết ai không? Đó là Đức Phật Trần Nhân Tông, một vị mùa Vu Lan năm nay có điều gì đặc biệt hơn những mùa Vu Lan khác? Chắc hẳn là xôn xao thời gian gần đây là chúng ta nghe câu chuyện rất là nhiều về sư Minh Đạo, một vị sư ở tu viện Minh Đạo với là có những hành động người thật việc thật, làm gọi là sáng tỏ, làm rực sáng lên đạo Phật Việt Nam của chúng ta. Có một số người cho rằng là cái sự xuất hiện trở lại của sư Minh Đạo sau 3 tháng ẩn tu và ngày 11 tháng 8 năm 2024 và tiếp tục tổ chức lụa lễ Vu Lan mà trong khi đó mà sư Minh Đạo đã cái viết đơn là gọi là gì, xin rút khỏi, xin hoàn tục khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì một số người gọi là cho rằng là sư Minh Đạo đã rút đơn rồi, không tu nữa thì tổ chức lễ Vu Lan làm gì, có phải để kiếm tiền hay không, giống như là để cái việc mà hạ cánh hay không. Thì cũng có thấy rằng cái quan điểm này có gì đó nó không hợp lý cho lắm. Thì để trước khi mà chúng ta phán xét một vấn đề gì đó thì chúng ta phải hiểu rõ hết tính chất vấn đề ha. Thì cũng có mong rằng là cả nhà xem hết cái video này chỉ vài phút thôi, để cho cả nhà có một cái góc nhìn đa chiều hơn, và trước khi mà chúng ta đưa ra cái quyết định mà phán xét hay là phê phán bất kỳ ai, đặc biệt là một cái người đức cao vọng trọng, một người được hàng triệu trái tim con dân Việt Nam chúng ta yêu quý đó. Và ở đây cũng có thấy rằng là cái từ cái sự việc là chia sẻ cái sự việc tu tập của sư Minh Đạo rất là còn rất là trẻ, và trong cái quá trình tu tập sư Minh Đạo đã chia sẻ là cái việc mà nhận nuôi những đứa trẻ con nít đó thì giống như cái nghiệp của sư, và đã xuất phát từ rất là trẻ rồi, 19-20 tuổi mà sư Minh Đạo đã cưu mang để nuôi nấng 30 đứa trẻ. Mà mình không khó không nghĩ rằng là một người thanh niên mà 19-20 đúng không ạ, mà giống như mình còn trôi trôi, mình còn gọi là gì, phá làng phá xóm, còn lại chưa có đính chính, chưa có sự nhìn nhận chín chắn trong sự việc, mà ở đây sư Minh Đạo đã làm một cái việc rất là cao cả, đó là gì, nhận nuôi 30 đứa trẻ. Và qua cái câu chuyện này thì cả nhà hãy xem cái video này để biết sư Minh Đạo chia sẻ về sự việc này như thế nào nha. Nhận con đít nuôi được, đội con đít trên đầu cũng là phạm luật đó quý vị. Cho nên thầy của sư ngày xưa, ngài đâu có cho sư nuôi trẻ đâu, ngài rầy la sư dữ lắm, đến độ mà ngài đưa sư lên núi ở luôn. Nhưng mà quý vị có tin vào nhân duyên không? Sư lên núi đó, là thầy sư cho rằng là lên trên núi là cắt đứt cái mối mà gọi là tầm sàm sư đế đó. Thầy sư nói vậy đó. Bao đồng đi tu thì lo tu đi, nó nhận một đống con nít nó nuôi, phiền lắm luôn, ồn ào lắm luôn. Đưa thầy lên núi nhốt thầy trên đỉnh, mà 6 tháng người ta đem tới, người ta cho thuê 15 đứa nhỏ, quý vị thấy không? Và sư ở 6 năm là tới 30 đứa nhỏ. Cái này là gọi là đã là nghiệp rồi, là ở chỗ nào cũng bị dính hết á, tránh không có được. Ngày một Kiền Liên á, thần thông như vậy đó mà bị người ta quánh chết luôn quý vị. Có phải là cuộc hành trình của mỗi con người của chúng ta đúng mà, đó là cái duyên, cái nghiệp mà chúng ta hoan hỷ đón nhận. Và sư Minh Đạo đã cố gắng thực hiện làm việc đó thật là tốt. Đỉnh điểm là sự việc là sư Minh Đạo bán đi cái mảnh vườn 2.000 mét vuông để có tiếp tục cái kinh phí để nuôi dạy và nuôi dưỡng hơn rất là nhiều đứa trẻ mồ côi và được cưu mang. Đối với chúng ta 2.000 mét vuông đất đúng mà, là một số đất cực kỳ lớn. Ai cũng mong muốn là về già có một cái mảnh vườn, có một miếng đất, có sân ô tô, một ngôi giường nhỏ để chúng ta chăm sóc. Nhưng mà sư Minh Đạo đã bán đi cái mảnh vườn này để có kinh phí để cho tiếp tục mà nuôi dạy những đứa trẻ đó. Và chúng ta thấy tấm lòng của sư Minh Đạo rất là cao cả và to lớn, đúng không cả nhà? Và chúng ta tiếp tục nữa, đỉnh điểm của sự việc là khi mà sư Đạo Minh Đạo lên tiếng là ủng hộ sư Minh Tuệ thì lập tức bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam khiển trách. Và trong cái việc mà bị khiển trách này là sư Minh Đạo đã quỳ xuống. Thì hôm nay được bà sám hối thì sám hối, nhưng mà chúng tôi phải đề nghị từng bà có trách nhiệm, đó là những cái clip của từng bà, từng bà bốn được, từng bà phải nhét được, chứ không phải là từng bà nói từng bà khóc gỡ được. Tôi rất tôi tìm hiểu những cái vấn đề đó, tự bà cũng có hiểu một cái người, tôi không có tiền nói ra. Dám nói là nhờ những cái đó mà mấy bữa nay mà tưởng dụng điều gì, đó là tôi có ý đồ, chứ không phải là cố tình. Nên tôi đề nghị đừng để tượng bà nói là tượng bà từ nay không gì cũng để bà lên chính pháp. Khi mà tượng bà là ý viên tượng được rồi, nằm trong giáo hội tượng bà lên chính pháp nói được không rồi. Nếu như tượng bà là tượng bà chân quan hoặc là dụng đức thì chúng tôi nói, còn tượng bà là giáo hội tượng bà cũng nên gì vậy. Còn tượng bà muốn đi ở ngoài không phải ủy viên
hay là phó ban của huyện, thị xã, quận, huyện, tự tổng nói gì tự tổng nói thì nó có luật pháp, thì có giáo hội trung ương, còn về trách nhiệm của giáo hội về tâm sự, chúng tôi đang đề nghị là vấn đề trong thời gian thực hiện với các bạn kiểm điểm thì nên tổ chức công tác, nên không để tự tổ tiếp xúc truyền thông cũng như là xuất hiện với đại chúng mà để ta đây là vấn đề bàn đặt sai mặt cho giáo hội, chúng tôi đề nghị như vậy. Còn cái vấn đề ngày hôm nay hợp như thế này thì tất nhiên là các bạn kiểm điểm sau đó trình về giáo hội trung ương, rồi giáo hội trung ương sẽ hoàn thảo như thế nào. Thì trước tiên thì tôi đề nghị vấn đề tự tọa phải có kiểm điểm và mọi thứ tự tọa nên đình chỉ cái công việc của tự tọa hôm nay có mặt của ban trị sự Phật giáo của mình, rồi sau đó tiếp tục như thế nào thì xây xin ý kiến của giáo hội trung ương cũng như là hòa thượng chủ ban đại diện đạo Phật. Và khi mà sau cái sự việc đó sư Minh Đạo đi nhập thất và bắt buộc khi mà sư Minh Đạo quay trở lại đợt vừa rồi là ngày 11 tháng 8 năm 2024 đó, trong cái buổi lễ gặp mặt đó thì sư Minh Đạo đã viết một cái lá đơn để lên giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là gì? Đó là xin hoàn tục rút khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ở đây là gì? Trao trả lại y bát, tăng tịch, chứng điệp và bằng Phật học, cho thấy là rằng là sư Minh Đạo là không muốn sự ràng buộc của giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa và muốn thoải mái hơn cho bản thân mình và lựa chọn cái con đường tu tập của mình. Rõ ràng hơn nữa là khi mà chúng ta thấy cái sự xuất hiện lần lại của sư Minh Đạo gần đây á, là chúng ta thấy là sư mặc trên bản thân mình là một cái y phấn tảo. Cái y này tương tự với là cái y của sư Minh Tuệ, và trên có một tấm ảnh là trên cái tấm y đó có ghi rằng á, đó là gì? Đó là sư tổ sư Minh Tuệ. Và trong thâm tâm á, có nghĩa là trong thâm tâm của sư Minh Đạo, không có nghĩ nha, đã công nhận là sư Minh Tuệ là sư tổ của Hạnh Đầu Đà. Và chúng ta thấy đó là một cái sự tình yêu, cái sự trân trọng, cái sự kính trọng của sư Minh Đạo đối với sư Minh Tuệ qua cái video này. Em lỡ thương sư Minh Tuệ rồi mà Phật tử thương em rồi nên em muốn mình trở thành người em. Và sư Tuệ thì sinh con như bá tánh nên em cũng trước mà khó quá. Đó, chúng ta thấy không? Đó là cái sự tình cảm của sư Minh Đạo dành cho sư Minh Tuệ. Và sư Minh Đạo có những cái clip chia sẻ về cái việc là mong rằng sau này về già, về cuối đời là sẽ trao trả lại là chùa và những cái sự việc khác á, thì không có thấy rằng á, là cái dự tính, cái dự định này á, sư Minh Đạo đã có từ trong đầu rồi, nhưng mà chẳng qua cái sự việc này, qua cái sự việc này nó xảy ra sớm thôi. Và không phải là cái việc tu tập của sư Minh Đạo không được nhiều người yêu quý, không phải là cái sự việc tu tập của sư Minh Đạo này không được sự ủng hộ, qua cái việc mà chúng ta xem cái video những người dân gần đó nói về sư Minh Đạo như thế nào. Ông sư ở đây thì có mình có gì ba ông giúp đỡ, rồi giờ ông đi không biết, rồi nhiều khi hết gạo không biết xin ai nữa. Là ở bên cốc của ông Nguyên Phú nè, rồi ông Minh Đạo vợ nói nào ngay thì ông thấy bà già cả, ông cũng có lâu lâu cho gạo bà ăn, rồi Tết bà đi gặp ông cũng cho bà 200, có sao nói vậy đó. Thì ổng có kêu vào qua bển ăn cơm, già rồi qua bển, tôi nói thôi già quá rồi qua không có được, ở bên này. Rồi ổng kêu chú Tiểu rồi họ cho thùng mì, cho chục ký gạo, biểu mấy chú Tiểu đem qua cho bà ăn. Thì ổng nói thì chừng nào không có gạo thì nói cho ổng biết, vậy đó. Giọng đấy được thì ổng tốt. Thì bà nghe tin sư đi lên núi tu, bà thấy sao? Thì bà đâu biết bà ở bên này, bà chừng bà qua bên bà nghe cái bà nói hồi ơi ông sư ở đây thì có mình có gì ba ông giúp đỡ, rồi giờ ông đi không biết, rồi nhiều khi hết gạo không biết xin ai nữa. Qua cái video này cho chúng ta thấy á, đó là cái sự yêu quý, cái sự yêu mến của những người dân quanh đó đối với sư Minh Đạo rất là to lớn. Và cụ bà nói là sư Minh Đạo đi rồi thì không có gạo thì không biết xin ở đâu ha. Và có việc á, là có phải là cái sự việc mà xin hoàn tục á, đó là cái sự mà gọi là buồn và chán về giáo hội Phật giáo của Việt Nam của chúng ta hay không, của sư Minh Đạo hay không, thì cái nhà có thể bình luận cái quan điểm mình bên dưới. Nhưng mà không khôi nghĩ rằng á, đó là đối với một cái người chân tu á, người tu tập giống như sư Minh Đạo, thì cái định á, và cái sự tha thứ trong lòng của sư Minh Đạo rất là lớn. Cho nên là gì mới có sự nhẫn nhịn, cái sự hành động quỳ xuống mà để mà sám hối và xin chuộc lỗi những cái việc sai lầm của mình.
Và giống như là sư Minh Đạo chọn cho mình bản thân mình một cái ngã rẽ và một cái pháp tu khác. Và rõ ràng là những cái hành động và những cái việc làm của sư Minh Đạo cho thấy rằng là sư Minh Đạo mong muốn là theo sư Minh Tuệ và tu theo hạnh Đầu Đà. Và đi ngược lại dòng lịch sử đi, cái việc mà tu theo hạnh Đầu Đà khổ hạnh này không phải là lần đầu tiên xuất hiện gần đây ở Việt Nam của chúng ta, mà đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Cả nhà biết ai không? Đó là Đức Phật Trần Nhân Tông, một vị Phật Hoàng, một vị vua Phật Hoàng duy nhất đầu tiên trên thế giới đó, và ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Và khi ngài là gì, quyết tâm tu tập á, thì cái hạnh á, là cái pháp tu đầu tiên của ngài cũng nói là gì, đó là tu khổ hạnh, hạnh Đầu Đà đó. Cả nhà thấy không? Và hạnh Đầu Đà thì á, là không có thấy 13 hạnh đó, là cái hạnh nào cũng khó giữ hết á. Và không có nhớ rằng á, là sư ông Giác Khang có chia sẻ rằng á, là gì, người có đức á, người có phước phải kính người có đức. Chưa bao giờ trên cuộc đời này mà một người ta quỳ lại trước người giàu hết á. Người ta chỉ là gì, thành tâm cung kính và tự nguyện quỳ trước những người có đức đó. Cả nhà thấy không? Và qua cái lời khai thị của sư Giác Khang có nói rằng á, bỏ tất cả sẽ được tất cả. Cả nhà dành ít phút để xem cái video này nhé. Bỏ tất cả để được tất cả. Được tất cả có nghĩa là không được gì hết. Là phải coi chừng cái đó. Chứ đừng có bỏ, bây giờ bỏ hết rồi, bây giờ tự được tất cả, bây giờ có được có mất gì đâu. Thì được cái đích không? Cái không của lão Phật khó hiểu lắm. Như tôi bây giờ bỏ tất cả, tôi được tất cả. Tôi có các bạc gì đâu, có cái gì ở trong tỉnh xá này quý báu đâu. Nhưng mà của quý vị là của tôi đó. Nếu mà tôi đúng với lực, tôi xin người nào cũng cho hết trơn. Mà không chừng là năn nỉ cho anh. Tôi chết tôi gì đâu có cho chết. Chết rồi ai giảng dạy cho mình? Thì giáo pháp đầy mình tôi nhờ nói sao tôi sống vậy. Thì Đức Phật hồi xưa cũng vậy, ngài nói cái gì? Không phải Đức Phật giảng pháp hay mà mình tôn kính ngài đâu. Tôi giảng pháp hay quý vị không phải tôn kính tôi, mà tôn kính ở cái cuộc sống của tôi. Cái thân giáo là cái quan trọng nhất, quý vị phải hiểu cho nó. Mà thân giáo là phải hiểu giáo pháp cho rõ ràng. Mà muốn hiểu giáo pháp thì phải thiền định cho sâu sắc. Thiền định sâu sắc thì sống cuộc sống không còn dính mắc nữa. Cái này là đáng kính nhất ở trên đời. Cho chúng ta thấy đúng không ạ? Qua lời của sư Giác Khang cho chúng ta thấy là đạo Phật á, là cái chữ không của đạo Phật nó gọi là rất là gọi là vi diệu. Không phải dùng cái từ vi diệu, không mà có, mà có là không. Đó, và ta là tất cả và tất cả là ta. Thì cái này thì thiên tính của mọi người sẽ ngộ khác nhau ha. Thì không có mong rằng á, là qua cái sự việc của sư Minh Đạo á, và có rất là nhiều sự kiện và những vị sư xuất hiện việc ở Việt Nam của chúng ta sẽ mang lại một cái luồng gió mới, một cái sự nhìn nhận, một tia sáng ở trong màn đêm tu tối về cái pháp môn, về cái giáo hóa, về cái Đức Phật đã chúng ta đã chìm đắm qua rất là lâu rồi. Và không có đấy cứ chia sẻ là cái vận của chúng ta là cái vận chính rồi. Thì cái vận chính là thầy của đế vương, có nghĩa là gì, là những vị thầy sẽ xuất hiện để sinh ra đế vương đó, đó là như vậy. Và cái vận chính đây là vận tính của hỏa và vận chính của ly, thì nó là nó sẽ soi sáng, sẽ chiếu soi tất cả sự vật sự việc, không còn ẩn khuất nữa. Cái gì mà càng giấu càng kín nó đúng không ạ, nhưng mà sẽ được phanh phui hết đó. Và ai chúng ta có thể xem lại cái video đó, không có chia sẻ về cái vận chính này. Nhưng mà qua một cái mạch cảm xúc á, đối với một người Phật tử tại gia giống như Khổng Khôi á, thì Khổng Khôi nhớ đến, biết ai cả nhà biết Khổng Khôi nhớ thế nào không? Khổng Khôi nhớ đến là gì? Hòa thượng Thích Quảng Đức. Và chúng ta hãy nghe những cái gọi là cái lời cuối cùng, những lời cuối cùng của Hòa thượng Thích Quảng Đức nói nha. Nguyên văn: tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận Gia Định, nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng ngửa. Tôi là một tu sĩ, mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong. Nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành ý nguyện sau đây. Một, mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn. Hai, nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt. Ba, mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức Tăng Ni Phật tử Việt Nam tránh khỏi nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ ác gian. 4. Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.
Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại Đức Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí để bảo toàn Phật Pháp. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Tỳ Kheo Thích Quảng Đức kính bạch. Qua những lời mà cuối cùng của Hòa Thượng Thích Phật Đức trước khi mà tự thiêu á, thì chúng ta thấy rằng á, hoàn cảnh nó cũng na ná tại thời điểm hiện tại. Cái này góc độ cũng nhìn nhận cũng không thôi nha. Thời điểm mà Phật Pháp siêu diệu, thời mạt Pháp, thực chất là Pháp nó không có mà, do con người chúng ta hành Pháp nó mạt thôi, chứ mà không phải là Pháp nó mạt. Thì có những con người vĩ đại rồi sẵn sàng xả thân cầu đạo và sẵn sàng xả thân để chấn hưng cái nền Phật giáo nước nhà Việt Nam của chúng ta. Và có rất là nhiều câu chuyện và dự ngôn đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành cái nôi tâm linh và tín ngưỡng mới. Và không đơn giản rằng là Việt Nam của chúng ta là gì? Là nằm cuối con rồng và cuối lông mạch trên bản đồ thế giới của chúng ta. Và con người Việt Nam chúng ta thường gọi nhau là gì? Con rồng cháu tiên, đúng cả nhà. Và dọc theo hình ếch, hình đất, hình chữ ếch đó, chúng ta có gì? Ba vì, ngũ hành sơn, thất sơn bị định. Và đặc biệt là chúng ta có đồng bằng sông Cửu Long, toàn bộ là những cái số lẻ thôi. Nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt mà khi mà Khổng Khôi nghiên cứu về phong thủy, Khổng Khôi nhìn nhận rằng à, đất nước Việt Nam chúng ta tự hào chúng ta là con dân của người Việt Nam của chúng ta, rất là tuyệt vời, rất là tự hào, đúng không ạ? Thì video cũng dài rồi. Thì Khổng Khôi mong rằng á là mỗi con người chúng ta đều có những cái hạt giống thiện lành, sẵn sàng gọi là trợ pháp, trợ duyên cho những bậc chân tu, và sẵn sàng mà kiên trì tứ tặng những hạt giống. Mỗi bản thân của chúng ta là một hạt giống, và mỗi hạt giống nó sẽ có một môi trường thích hợp và phát triển khác nhau, cho nên là sẽ có những cái pháp môn phù hợp với mỗi con người của chúng ta, và chúng ta sẽ chọn lựa những vị thầy và những pháp môn cho đúng theo cái sở thích sở trường của chúng ta. Nên là trước khi mà vội phán xét một vấn đề gì đó thì chúng ta phải xem và nhìn nhận theo góc độ về đa chiều ha. Và tới thời điểm này thì cả nhà hãy để lại quan điểm cho Khổng Khôi về góc độ và nhìn nhận cái nền Phật giáo Việt Nam của chúng ta trải qua thời gian vừa qua nhé.